Còn cái yếu tố mà trực tiếp tại chỗ mà cái gây ngứa hậu môn á, và chúng ta có thể gặp á, tức là bệnh nhân á là bị trĩ, thì chị biết rồi, yếu tố này gọi yếu tố cơ học á, trĩ khi mà nó xa xuống ra ngoài nè, nó xa xuống ra ngoài thì nó làm cái vùng này nó bị ẩm ướt, hoặc là cái trĩ đó bị viêm tắc mạch, nhiễm trùng, nó có bị gì, hoặc là cái trĩ nó xa qua nó gây cơ học, nó tác động vào cái vị trí này nó cũng gây ngứa. Chào mừng các chị đã quay lại kênh YouTube của Thạc sĩ bác sĩ Phan Tuấn. Tiếp theo cái chuỗi video về bệnh lý hormone trực tràng thì ngày hôm nay Tuấn sẽ chia sẻ anh chị, đó là một cái tình trạng mà rất là hay gặp, mà đi Tuấn thấy là rất nhiều người băn khoăn, họ không biết là giải quyết bằng cách nào, thậm chí là uống thuốc rất là nhiều nơi, điều trị rất là nhiều chuyên khoa khác nhau mà vẫn không có khỏi được. Và đó chính là tình trạng ngứa cái hormone. Nhưng chị biết không, ngứa hormone á, cái triệu chứng nó là tình trạng rát bỏng và ngứa cái vùng hậu môn mà chỉ đơn thuần, và lúc này á thì có thể xảy ra là liên tục, tức là xảy ra suốt cả ngày, hoặc là có thể xảy ra vào thời điểm một thời điểm đó, đặc biệt là vào ban đêm. Thực sự khi do là ban đêm á, lúc này chúng ta không có làm việc và chúng ta không có tập trung á vào những việc khác á, thì lúc này chúng ta mới để ý thấy là chúng ta bị ngứa cái hậu môn. Nên thường á, là khách hàng hay thường là mô tả là tôi bị ngứa hậu môn vào ban đêm nhiều hơn. Vậy cái nguyên nhân á, cái ngứa hậu môn thực sự rất là nhiều chị nha, rất là nhiều. Nhưng mà có một số nguyên nhân sau đây. Thứ nhất chị ha, là do tình trạng là dị ứng. Thứ nhất là bởi chúng ta sử dụng á, những cái hóa chất giống như là xà phòng, hoặc là những dung dịch mà tẩy rửa. Một số người á là họ cứ dùng nước mà rửa phụ nữ anh chị ha, và rửa cái vị trí vùng này, họ nghĩ nước phụ nữ là có thể làm sạch, họ dùng rửa thì có thể làm tổn thương cái vùng da, vùng hậu môn này. Ngoài ra thì người ta thấy là chúng ta ăn như là thực phẩm có chứa giống như là sô cô la, là cà phê, vân vân á, thì nó cũng gây ngứa cái vùng hậu môn này. Điều lưu ý tiếp theo là ngứa nguyên nhân đó có thể là do là một số người có quan hệ tình dục qua ngã cái hậu môn, đặc biệt là những người đồng tính anh chị nhé, đồng tính thì lúc này có thể gây viêm nhiễm, dẫn đến một tình trạng là bệnh gọi là condylom, tức là một bệnh sùi màu gà. Mà ở giai đoạn sớm thì đôi khi chúng ta chưa thấy những cái sùi mà đó, thì triệu chứng đầu tiên nó chính là cái ngứa hậu môn. Tiếp theo nguyên nhân của ngứa hậu môn á là do khi chúng ta sử dụng một số cái thuốc, ví dụ như là chúng ta dùng cái thuốc mà chị biết là cái thuốc tên colchicine á, điều trị bệnh gút ấy, hoặc là một số cái kháng sinh như là neomycin á, thì cái thuốc đó nó cũng gây cái tình trạng phản ứng gây ngứa cái hậu môn. Còn cái yếu tố mà trực tiếp tại chỗ mà cái gây ngứa hậu môn á, và chúng ta có thể gặp á, tức là bệnh nhân á là bị trĩ, thì chị biết là yếu tố này gọi yếu tố cơ học á, trĩ khi mà nó xa xuống ra ngoài nè, nó xa xuống ra ngoài thì nó làm cái vùng này nó bị ẩm ướt, hoặc là cái trĩ đó bị viêm tắc mạch, nhiễm trùng, nó có bị gì, hoặc là cái trĩ nó xa qua nó gây cơ học, nó tác động vào cái vị trí này nó cũng gây ngứa. Tiếp theo là nguyên nhân á là người này là bị tiêu không kiểm soát, tức là lúc này cái cơ vòng hậu môn á, cái cơ vòng hậu môn này nè, nó không có chặt, và nó không khép chặt thì rất là dễ rỉ dịch và hơi khi mà người này ở trạng thái bình thường. Bình thường do hậu môn chúng ta khép chặt á thì hơi á, nó không có thoát qua được, và dịch đặc biệt là không có đi qua hậu môn khi chúng ta ngồi nghỉ như lúc này á, thậm chí nó rỉ qua thì cái vùng này nó sẽ gây tình trạng là ẩm ướt và viêm nhiễm cái hậu môn này gây ngứa. Tiếp theo á thì chúng ta có thể nguyên nhân á, do tình trạng là nhiễm trùng. Nhiễm trùng á, có thể là một cái áp xe hay nhiễm trùng viêm da xung quanh cái vùng hậu môn này, thì khởi đầu nó gây triệu chứng bị ngứa.
Một số trường hợp là chúng ta sẽ gặp bệnh lý về da liễu, cái vùng hậu môn trực tràng này, bệnh lý về da liễu rất là nhiều. Ví dụ là bệnh lý về chàm nè, anh chị không? Bệnh lý về nến nè, bệnh lý viêm da tiếp xúc nè, vân vân, cái vị này nó cũng gây ngứa vùng hậu môn. Và nguyên nhân tiếp theo nó chính là một số bệnh lý về toàn thân. Ví dụ là chúng ta bệnh lý về gan, hiểu không? Một số bệnh lý về rối loạn về chuyển hóa trong cái cơ thể chúng ta đó, thì nó cũng gây tình trạng ngứa cái vùng hậu môn này. Và nguyên nhân cuối cùng đó, nó là bệnh lý ác tính vùng hậu môn trực tràng này, có thể là ác tính ở vùng dưới da này, hoặc ác tính ở vùng ở trong hậu môn này, một cái khối u ác tính mà giai đoạn sớm chúng ta chưa nhìn thấy nhưng nó báo hiệu đó chính là ngứa cái hậu môn. Và để cái sự trí và điều trị hưởng ngứa hậu môn rất là nhiều nguyên nhân, thì vì vậy á, tôi thấy một số chị ngứa cái dự kiến đến điều trị là một là đến da liễu, hai là đến khám hậu môn không, và sự chúng ta phải cần đầu tiên là chúng ta phải hướng đến là nguyên nhân, chúng ta coi cái nguyên nhân nào, chúng ta xác định lại, chúng ta cần đánh giá tổng quát hết các cái nguyên nhân đó. Và nếu mà chúng ta tìm được nguyên nhân á, thì chúng ta điều trị nguyên nhân là tuyệt vời nhất. Nhưng mà thực sự cho một số trường hợp là tưởng không có tìm được nguyên nhân luôn. Và bệnh nhân cứ uống thuốc da liễu, cứ thoa thuốc nằm dưới đàn mà vẫn không hết được. Thì đầu tiên là chúng ta phải hướng giáo dục là bệnh nhân hoặc là khách hàng là phải giữ cái vùng hậu môn này thật là khô. Chúng ta không có xông hơi ẩm hoặc là không ngâm nước ẩm vân vân, hoặc những dung dịch đó, thì cái việc mà ẩm cái vùng này nè, nó sẽ làm cái ngứa nó lan rộng ra, nó dễ tình trạng là viêm nhiễm tăng lên hoặc là bội nhiễm cái nấm lên rất là nhiều. Vậy chúng ta phải giữ khô. Tiếp theo thì chúng ta có thể dùng những cái thuốc mà chống ngứa triệu chứng, những cái thuốc kháng histamine ha, kháng histamine á, những cái thuốc thì nó điều trị cái triệu chứng các anh chị, để mà gây giảm ngứa hậu môn này tạm thời. Thì một số trường hợp ngứa rất là nhiều và người này không thể mà ngủ được, và thức giấc rất là nhiều đêm trong khi ngủ. Và lúc này thì vô tình khi ngủ thì họ lại càng gãi, anh chị nè, họ gãi cái vị trí này nè, thì nó làm cho cái vùng da này nè nó bị sâu dày sừng lên, nó có những mảng vôi hóa do nhiều lần gãi vậy, dẫn đến tình trạng bị chàm là càng ngày ngứa nó sẽ càng khó trị hơn. Đặc biệt là đối với nãy trước nó chị, những trường hợp mà bị là bị tiêu không kiểm soát là do tổn thương cái cơ thắt này rồi, cơ thắt này nó không co thắt được, chúng ta phải điều trị nguyên nhân của là tiêu không kiểm soát này, do cơ thắt này thực sự rất là khó, một số điều trị không điều trị được, thì chúng ta phải hướng là bệnh nhân là nên sử dụng là nước rửa thôi, và chúng ta dùng giấy hoặc khăn chúng ta thấm nhẹ khô, không có dùng xà bông, không có dùng chất tẩy, hoặc là không có dùng cái dụng cụ mà chà mạnh quá sẽ làm tổn thương cái vùng này. Ngoài ra thì chúng ta có thể dùng một số loại kem ha, kem bôi này nó có tính kháng viêm non steroid, giảm đau trong một số kháng viêm giảm đau là non steroid. Rồi một số trường hợp thì chúng ta có thể dùng thuốc cái kháng viêm mà nó có chứa corticoid. Thì cái thuốc này cho nó giảm được cái triệu chứng ngứa và hỗ trợ điều trị. Nhưng cái thuốc này lưu ý chị nha, anh chị lưu ý coi trong cái thuốc này, cái thuốc có chứa corticoid này là chúng ta không dùng quá 2 tuần. Vì cái thuốc này nó sẽ làm cái teo cái da, nó có mỏng da đó, sau này cái da đó không thể nào điều trị hết được, giống như bị tổn thương cái da đầu đó mãi mãi. Một số trường hợp mà chúng ta dùng cái corticoid này nè, thì cái vùng đó cái sức đề kháng da cái vùng này nó bị giảm đi, mất cái cân bằng cái hệ vi khuẩn trên da đó, thuốc này nấm nó dễ bị mọc lên. Rồi và nếu các cái triệu chứng chúng ta không cải thiện á, thì nhắc lại chúng ta dùng biện pháp cơ học, chúng ta rửa vân vân, chúng ta giữ khô, chúng ta có thể uống thuốc kháng viêm và chúng ta thoa thuốc tại chỗ. Nếu mà không hết được thì anh chị hãy lưu đến những bác sĩ chuyên khoa
những cái chuyên khoa để chúng ta tìm để coi cái nguyên nhân thầm kín cho bên dưới đó. Có thể chúng ta khám bác sĩ da liễu, hoặc là chúng ta có thể đi khám và xin thiết cái vùng da này để coi có bệnh lý về da liễu hoặc là bệnh lý ác tính vùng hậu môn trực tràng hay không. Vâng, cảm ơn các anh chị đã lắng nghe video ngày hôm nay. Nếu anh chị thấy video này hữu ích thì hãy share cho người bạn, người thân của mình để cho họ hiểu hơn về vấn đề này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.